con chín là bà ấy gọi là con gì nhỉ? Con chín này. Cậu gì? Anh ngày 15 hai người bạn nhé. Chị là say về đánh gì nào? Mình ngồi xem đi. Mày chậm đấy. Đấu cuối cùng một ngày cỏ nữ chung kết giữa Phú Sen và Tinh Linh, ai thắng thì sẽ được huy chương vàng, ai thua thì được huy chương vàng. Các Linh cố lên, các Linh mang huy chương vàng về đi. Rồi. Nè, phần nhớ nha, tay nha. Thịt hò nha. Chị kia làm trọng tài, làm xong rồi là đến được chị ấy. Nè
bà này bắt đầu bút rồi, bút xe này. Này này cô này, sắp chết nè này, hôi xe tải này, hôi chân này này, mình bánh hả này, lọc lọc vậy này, lọc lọc vậy này, lọc lọc vậy này, lọc lọc vậy. Lấy ít cỡ này, đi dần tổ này, tổ. Lấy ít cỡ này, xe tải xe này. Hold on.
chân nẹ nè thôi. Xây đừng ra đây em mã này. Hơi chân nẹ nè, lọc lọc quái. Xong rồi anh luôn, mình đi xong rồi. Lại lại cỏ này, chất chất chỉnh là tỉnh tỉnh giấc. Lại lại cỏ này, tôi tỏi nằm này, lập lập ngoài mắt. Lập quay đi. Quay lên, quay lên. Lại cỏ này, lập cỏ này, tôi nhận xe, thôi nhận xe. Yeah.
cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lấy về lấy y cỏ này, hôi mà này này, phải tìm dễ này, dễ tay. Hôi mà này, tết mà, tết mà, sao chít này, sao chít này, hôi mà. Thằng con xinh này, nhìn dàn đời này sao?